Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật gò bóng xoáy và không xoáy bằng gai cong Morito. Đối với kỹ thuật gò xoáy, về tư thế chuẩn bị, hai chân các bạn rộng hơn vai, đầu gối khuỵu thấp, trọng tâm đổ về phía trước. Khoảng cách giữa cánh tay và thân người của các bạn là một gang tay. Khi thực hiện động tác, các bạn bước chân phải về phía trước, đồng thời tay của các bạn đưa từ trên xuống dưới và ra trước. Lúc này, phần mũi vợt hướng về phía trước. Khi tiếp xúc bóng, lòng bàn tay của các bạn nắm chắc vợt. Đối với kỹ thuật gò bóng không xoáy, các bạn chỉ cần thay đổi hướng của mặt vợt, mũi vợt hướng sang ngang. Khi tiếp xúc bóng, lòng bàn tay của các bạn thả lỏng khi cầm cán vợt. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn hai kỹ thuật gò xoáy và không xoáy bằng gai cong. Các bạn nghĩ sao về hai kỹ thuật này? Đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.